Tương ớt và ớt bằm lên men Chilica được làm từ 100% ớt chỉ thiên chọn lọc qua một cái quá trình lên men tự nhiên kết hợp với một cái công nghệ sản xuất hiện đại, nó sẽ đáp ứng được các cái tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm, tạo ra một cái sản phẩm là giữ nguyên được cái màu sắc và cái hương vị thơm ngon của ớt tươi. Và cái đặc biệt của cái tương ớt và ớt bằm lên men Chilica này thì nó, thứ nhất, nó không có chất tạo màu, không chất tạo mùi và không có chất đệm trong đây, thì nó sẽ phù hợp, nó sẽ tốt cho sức khỏe của người tiêu dùng. Hiện nay thì người tiêu dùng của chúng ta thì thường kêu là cái tương ớt bẩn và không có dám sử dụng cái tương ớt, thì công ty chúng tôi đang muốn hướng tới một cái tương ớt thật sự sạch để phục vụ cho người tiêu dùng và phục vụ người tiêu dùng ở Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung. Xin mời các bạn hãy đến với Chilica để cảm nhận được sự đặc biệt, khác biệt duy nhất của tương ớt lên men Chilica tại Việt Nam.